Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thanh Luxury. Đã lâu lắm rồi, hôm nay mình mới quay trở lại với mọi người một chiếc video độc hộp chiếc điện thoại Vato Signature S. Trên tay của mình đây là một chiếc hộp của Vato Signature S. Đây là mẫu hộp dài 2 ngăn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đập hộp ra cho anh em xem. Đầu tiên là có sách hướng dẫn và giấy tờ khai sinh của máy. Đây là một cái cuốn sách hướng dẫn của máy. Và ở trong này nó còn cái tờ giấy khai sinh của cái máy này. Đầy đủ. Cái bóc to bên này nó sẽ có cái khăn lau. Và ở trong này là bộ sạc cáp USB, bộ sạc zin. Phía dưới này còn có đĩa CD và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng máy. Còn khá là đầy đủ phụ kiện luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đến với cái máy ngày hôm nay. Đây là một cây Vato Signature S Full Plug luôn nha mọi người. Trong này còn một cục pin. Bản này là bản lưng da. Cây này còn new 98% nguyên zin, tất cả rất là đẹp. Tất cả những chi tiết trên cây máy này đều là màu đen hết nha mọi người. Bàn phím thì làm đen bóng nè. Đó, còn cái viền này là đen nhám. Lưng da màu đen. Da cũng còn khá là đẹp. Full đen nhìn cho nó mạnh mẽ. Full box đầy đủ phụ kiện mà giá chỉ hơn 100 một chút thôi. Thì anh em mua xài hoặc biếu tặng giá nó cũng rất là hợp lý trong mùa dịch này luôn. Anh em nào quan tâm đến cái máy này thì ghé địa chỉ của shop Thanh Luxury là 182 Hoàng Diệu 2, Linh Diệu, Thủ Đức để xem máy trực tiếp luôn nha. Anh em ở xa thì cứ inbox Zalo hai số 0981717171 và 0907768888. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp mọi người tại một video kế tiếp.